Xin kính chào tất cả các bác đang theo dõi video. Trước đây shop em đã từng giới thiệu cho tất cả các bác rất nhiều loại giớm bắt cá hoặc là xăm cánh chặn sông rồi. Hôm nay xin hân hạnh giới thiệu cho các bác một cái loại mẫu mới của nhà em mới sản xuất xong. Lúc này em gọi là cái giớm bắt cá vuông 60x80, cao 1 mét. Đó, em sẽ đo thực tế cho các bác xem nhé. Cái giớm này có chiều cao là 160 phân này. Đó, 60 phân, hình chữ nhật luôn, để cho những con cá lớn hoặc những con tôm bắt cái loại giớm này, bắt những con tôm trở lên nhá. Và chiều rộng là 80 phân, 60x80. Đó, rất là to luôn. Còn chiều cao là 1m05 nhá. 1m05. Đó, các bác những cái mương cái suối nào tầm 50 phân đến tầm 80 phân thì các bác thể dùng cái loại này rất là hợp lý. 1m05 nha. Còn em bên xưởng em thiết kế hai cái lỗ để các bác có thể cắm những que cọc vào, cọc tre vào để cho nên giớm này nó thẳng đứng luôn. Hai bên cánh đều có nha. Đấy, cái những cái cọc que như này này, các bác về bác các thiết kế xong cắm vào thôi, rất là đơn giản. Cái mắt lưới này mắt lưới Etienne nha, mắt lưới màu xanh Etienne Bali nha. Lưới này em đã giới thiệu rất nhiều rồi, giống cái lưới của bát quái Etienne xanh công nghiệp đấy. Còn đây là cái đuôi này, đuôi dài 6m nhá, có 3 hòm đấy, hòm vuông này, hòm thứ hai này và hòm thứ ba, thì 3 hòm thì đố con cá hay con tôm là chui ra được luôn đấy. Túi rất là rộng nhá, rộng để cho các bác có thể chứa được rất nhiều loại cá luôn, tôm tép lươn trạch đều chui vào đấy là không ra được luôn. Đó. Cánh đây. Cánh là cao mỗi bên là 3 mét là 6 mét nha. Cao 1 mét. Cánh mỗi bên 3 mét là 6 mét, túi là 6 mét nha. Bác nào mua hàng thì các bác nhớ mà là mình cần mua cái loại xăm cánh chặn sông, giỡn chặn sông mà vuông 60x80. Em bán với giá là 450.000 một chiếc thôi, rất là rẻ hợp lý cho các bác. Đấy, mua nhiều em miễn phí ship cho, một cái thì các bác phát ship nha. Đó. Em đã giới thiệu cho các bác rồi, các bác mua hàng nhớ để lại số điện thoại hoặc liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh và like kênh giúp em nha. Tạm biệt các bác.